reflection. In grade 7, you have learned about reflection of light. Ở lớp 7 các bạn đã được học về sự phản xạ ánh sáng qua gương thẳng. Và reflection có nghĩa là phản xạ và reflect là động từ.
Nhìn vào tấm hình này thì các bạn có thể thấy là đoạn thẳng AB thì vuông góc với đoạn thẳng CD, và trong tiếng Anh để diễn tả sự song song thì chúng ta sẽ dùng là parallel, đúng từ là parallel. Và khi mà chúng ta nói AB song song với CD thì chúng ta sẽ nói là AB is parallel to CD. Next. Perpendicular. We have MN and AB, and we can see that MN is perpendicular to AB. Tương tự như slide trước thì trong tấm hình này chúng ta thấy là MN thì vuông góc với AB, và trong tiếng Anh để diễn tả là hai đoạn thẳng nào vuông góc với nhau thì chúng ta sẽ dùng tính từ là reflected ray, reflected ray.